Thực đơn hôm nay mình sẽ có món canh sườn nấu với khoai môn cao nha các bạn. Khoai sọ đó các bạn. Mình sẽ nấu với sườn. Khoai cao mà nấu với sườn thì rất là ngon và béo lắm các bạn. Và ăn kèm thì mình sẽ có cá thác lát rút xương, ướp muối ớt. Mình sẽ chiên nhé. Cá thác lát này thì rút xương, ăn ngon như chả. Vậy đó các bạn, ăn kèm với canh khoai thì rất ngon. Ở đây mình sẽ có 1 kg khoai môn cao. Và khoai này thì người bán người ta mới nhổ ra, còn dính cả đất nè các bạn. Khoai này mình mua mới nhổ như thế này thì rất là dẻo. Kèm thì có hành, ngò rí để mình bỏ vào canh nhé. Ở đây mình sẽ có 700 gram sườn heo. Mình về sẽ sơ chế rửa sạch và mình sẽ cắt ra miếng vừa ăn nhé. Đồ mặn hôm nay thì mình sẽ có 1 con cá thác lát rút xương. Mình mua ở siêu thị đó các bạn. Cá này thì người ta đã rút xương rất là khéo và ướp muối ớt. Và thịt thì người ta dằn làm sao mà mình chiên. Khi chiên xong thì mình ăn ngon như chả cá vậy đó các bạn. Rất là ngon. Sườn sau khi sơ chế rửa sạch xong thì mình cắt ra từng miếng vừa ăn như thế này. Hành ngò rí, mình cắt lá và ngò rí để riêng, gốc hành để riêng và có 1 ít tỏi băm. Ở đây khoai cao mình cũng đã gọt và rửa sạch. Mình sẽ cắt ra từng miếng vừa ăn nhé. Củ nhỏ thì mình sẽ để nguyên và mình cắt khoanh. Củ lớn thì mình sẽ bổ đôi ra và mình sẽ cắt lại phân nửa. Bổ đôi ra như thế này, rồi mình cũng sẽ cắt khoanh nữa nhé. Đây là khoai mình đã cắt xong rồi nè các bạn. Cắt từng miếng vừa ăn. Xong còn cá thì mình đã thái khúc ra, cá người ta ướp sẵn nên mình sẽ không cần rửa. Người ta đã sơ chế sạch và ướp, mình về sẽ ướp thêm 1 muỗng nhỏ đầy hạt nêm nữa là được. 1 muỗng nhỏ hạt nêm như thế này, mình sẽ ướp vào cá như thế, rất là vừa ăn đó các bạn. Mình sẽ để trộn qua trộn lại, rồi mình sẽ để cho thấm nhé. Cá người ta đã rút hết xương rồi, nên mình sẽ làm nhẹ nhàng nhé. Mình sẽ ướp cho thấm hạt nêm, rồi mình để một lúc. Sau khi sườn đã ráo nước thì mình sẽ đem đi ướp sườn nhé các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ cho gốc hành lá vào sườn. Kế đến thì mình sẽ cho 1 muỗng nhỏ đầy hạt nêm. Thêm 1 muỗng nhỏ tiêu xay nữa.
Như thế là được rồi đó các bạn, mình sẽ trộn đều. Sau đó mình sẽ bắt lên một cái chảo. Mình sẽ cho vào 3 muỗng canh dầu ăn. Rồi mình sẽ cho tỏi vào nhé. Tỏi mình đã băm để sẵn. Mình sẽ cho vào và mình xào sơ qua cho tỏi thơm thôi. Các bạn đừng để tỏi vàng nhé. Khi tỏi vừa thơm thì mình sẽ cho sườn vào. Sườn mình đã ướp lúc nãy vào để mình xào lên. Sau khi xào cho sườn săn lại và thấm gia vị hạt nêm thì mình sẽ bắt xuống. Mình sẽ bắt lên một nồi có hai tô nước, mình sẽ cho vào 2 muỗng nhỏ muối hạt, 1 muỗng nhỏ hạt nêm và 1 muỗng lưng cà phê đường. Xong thì mình sẽ quậy cho tan gia vị. Mình sẽ cho chảo sườn mình xào lúc nãy cho vào nước luôn nhé. Sau khi cho hết sườn vào rồi thì mình sẽ đậy nắp lại. Mình sẽ nấu cho sôi lên. Mình sẽ nấu cho sườn vừa hơi mềm thì mình sẽ bắt đầu cho khoai vào. Khi cho khoai vào rồi thì mình cũng sẽ đậy nắp lại, nấu cho sôi lên. Và sau khi sôi lên thì mình sẽ đậy hầm lại, mình tắt lửa đi nha. Mình tắt lửa, đậy hầm lại cho khoai mau mềm. Và khi mình dở ra thấy khoai mềm rồi thì mình sẽ bắt đầu nấu cho sôi trở lại. Bây giờ thì khoai đã mềm rồi đó các bạn. Các bạn nhớ là khi sôi mình đậy nắp lại thì khoai mau mềm lắm và mình tắt lửa đi. Bây giờ thì khoai mềm và bùi, rất là ngon đó các bạn. Sườn thì cũng đã mềm và róc xương đó các bạn, rất là ngon. Mình hầm kiểu này thì không cần phải nồi áp suất nha. Hầm khi nước sôi lên, xương cũng vậy và khoai cũng vậy. Các bạn để hầm lại. Sau cùng là mình sẽ cho một muỗng nhỏ bột ngọt. Vậy là xong rồi đó các bạn. Mình sẽ nấu cho sôi hoàn toàn trở lại. Rồi mình sẽ bắt đầu cho hành và ngò rí mình sắc nhỏ vào.
Nồi canh khoai rất là thơm, và khoai thì bùi dẻo, thịt sườn thì vừa mềm, róc xương, rất là ngon. Các bạn sẽ nấu món canh này ăn rất bổ dưỡng và béo ngon lắm các bạn. Nồi canh đã xong và mình sẽ bắt nồi canh xuống nhé. Đây, nồi canh mình đã bắt xuống, rất là thơm ngon. Sau đó mình bắt chảo lên để chiên cá. Mình sẽ cho vào 3 muỗng canh dầu ăn. Lúc nãy lúc xào khoai thì mình chỉ cho 2 muỗng canh thôi nha các bạn. Mình đã nói lộn rồi. Khi chiên cá mình mới cho 3 muỗng canh, nhưng khi xào thịt sườn, nấu khoai thì mình chỉ cho 2 muỗng canh thôi nhé. Dầu bắt đầu nóng thì mình sẽ cho cá vào để chiên. Cá thác lát này người ta đã rút xương sẵn rồi đó các bạn. Người ta làm rất là hay. Rút hết xương và cá thì người ta dần. Làm sao mà cá dẻo như chả vậy đó các bạn. Nhà mình rất thích ăn cá này. Khi chiên lên thì cá không có xương cho các cháu ăn được. Và cá dai ngon lắm các bạn. Mình sẽ chiên vàng hai mặt. Các bạn sẽ trở bề qua lại nhé. Cá người ta đã ướp muối ớt, nhưng ớt không cay. Mình về chỉ ướp thêm một muỗng nhỏ hạt nêm nữa là cá rất là vừa vị đó các bạn. Sau khi cá vàng thì mình sẽ trở bề. Khi trở bề qua lại cá vàng thì mình sẽ bắt đầu gấp ra đĩa nhé. Mình đã chiên xong cá rồi nè các bạn. Cá rất là ngon, thơm lắm. Hôm nay thì mình sẽ ăn cá thác lát rút xương. Muối chiên này mình sẽ ăn với canh khoai, khoai sọ, nấu với sườn, rất là ngon. Mình mời các bạn dùng với mình nhé. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video sau. Cảm ơn các bạn luôn theo dõi và đồng hành cùng mình.